trên thế gian chỉ vì quyền lợi. Con người manh tâm giết hại lẫn nhau, một bên là quyền thế giàu sang đầy đủ vật chất xa hoa, sống an thần êm đẹp trong cửa rộng nhà cao, cuộc đời hạnh phúc biết bao. Có kẻ tân bốc, có người rước tường, một bên là hạng cùng nguy, chịu cơ cực hàng di, sống hẩm hiu với số phận, quanh năm lận đận gian nan. Cũng vì thiếu vật chất cung cấp bản thân, cuộc đời lạnh nhạt buồn thương, bởi thảm cảnh thế lương ảnh hưởng do bởi không tiền, thường gặp phải tình trạng bất an trong những loại thế gian. Có kẻ gian nan, có người cơ cực. Nguyên nhân do ở bạc tiền mà ra, nhưng bản thân ai cũng như nhau, cùng tâm hồn thể xác lượng tì. Có khác chăng do ở hành động, người thiện lương hay tàn bạo, bản tâm hay ý tình, người ác tâm hay nhân đạo, giữ lành đến chung cuộc, tự lòng mình làm nên người kiến thức lo xa, và sợ luật trả dây. Có mấy ai suy cùng nghĩ càng, chỉ quan tâm quyền lợi là hơn, rồi tự mình giành giật đua tranh, mới đưa đến sự giả tâm tàn bạo. Thế nên nghĩ rằng có tiền bá chủ thế gian, nó như một nấc thang, cân nhắc người đến tột đỉnh cao sang. Kể ra trên nhiều phương diện, nó là hậu thuẫn trong câu chuyện, một lợi khí và sức mạnh. Có kẻ nể người kiên, tiền bạc ai ai cũng bị khiến xài, giữa lượng sông vật chất dặn mình, nó đứng đầu ngự trị. Vì tiền tạo cho người ích kỷ tham lam, không còn lòng chân thật, mất hết sự nghĩa nhân, dùng bao thủ đoạn bất lương, mặc ai rên xiết đau thương, lòng tham không cùng tận. Có nhiều tiền càng quý quyệt mưu mô, sự ham muốn không giới hạn, miễn đoạt được là thỏa mãn. Không ý thức hành động của mình, gây rất
nhiều tai hại, cứ liều lĩnh không ngần ngại, mặc cho hậu quả về sau đâu có nghĩ suy. Những điều tai nguy khi ta nhắm mắt phủi nợ trần ai, để tiếng gì hậu lai, tiếng khen tặng hay mỉa mai. Tiền và thế lực với cửa rộng nhà cao, có thụ hưởng được chăng khi thân xác nằm trong đất lạnh, còn để lại những gì kỷ niệm thế gian, sự hờn giận quán than, hay là tiếng danh dự dễ dàng. Cho nên kiếp sống xử sao phải đau, đừng làm điều tàn bạo, để tránh quả báo cho mình. Thiên vọng khôi cầu sợ nhi, bất lậu lưỡi trời bao la, những ta không thoát khỏi luật công bình của thiên liên, không sai một mãi tướng phạt phân minh, không thiên vị và vô tư, áp dụng đồng điều cho mọi người trên thế gian, dầu đối với người quyền quan, hai thứ dân cũng vậy. Dân thân cứ miệt mài trong lợi danh, cũng bảo dạng đấu tranh, thì sự mâu thuẫn càng nảy sinh, để rồi tự mình chuốc họa vào thân, hưởng bao nhiêu quyền lợi, lợi ấy có bền vững hay không, rốt cuộc cũng chung quy lành giữ phận mình, sự trả dây của luật định và trừng phạt hay thương ban. Khi ăn năn thì quá muộn, không đem bạc tiền chuộc được, tội lỗi mình gây tạo thì phải chịu cực hình. Bởi thế khi ta sống ở thế gian, phải thể hiện lòng nghĩa nhân và trao dồi tâm lương thiện. Trên đời này như tấn tuồng diễn biến đổi thay, quyền thế trong chiều mai chung quy cũng hoàn toàn phối sạch, chừng đó ta hướng những gì phải chăng dưới màu có mọc yêu xanh, bao nhiêu quyền thế lợi danh, phí công gian khổ đấu tranh, đành chôn vùi dưới nắm cỏ xanh, kết liễu ngày tàn mộng áo hư danh.